Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ đi review cho anh em trận chung kết song đấu Đại hội Võ Lâm tại server Trung Quốc nha anh em ơi. Và cái server hôm nay mình đi review đó là server WeChat 12. Ở bên này thì họ đánh trễ hơn mình một ngày anh em ạ. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 thì họ mới bắt đầu tiến hành cái trận chung kết song đấu. Bây giờ mình sẽ đi vào lôi đài luôn. Để coi mở chưa ta. Hiện tại thì mở rồi anh em ạ, mình đã có thể vào được rồi. Bây giờ còn khoảng 3 phút thì chúng ta hãy cùng xem các lôi đài như thế nào. Lôi đài số 1 có cặp đầu tiên là 72-72, rất đều anh em ạ. Đánh với một chiến đội 66-67 thì không cân lắm ha. Lôi đài số 2, 55-68, cái này thì không quá nổi trội rồi. Họ đánh với một đội là 67-64. Lôi đài số 3 mình có một đội là 71-73, đó 71-73 đồng nè anh em. Đánh với một team là 65-61, 65-61 thì không đồng lắm. Lôi đài thứ 4 thì chúng ta sẽ có 71-65, 65 thì hơi thọt ha. Rồi, đánh với một team là 67-66, 67-66 thì lại đồng. Ở bên nhánh phải chúng ta sẽ có lôi đài thứ 5, chiến đội U75-73 luôn nè anh em ơi, wow. Đánh với một team là 68-65. Tiếp theo là lôi đài số mấy anh em, số 6 à, 70-66 cũng đồng chứ nhỉ. Đánh với một team là 72-73. 70-66 đánh 72-73, team này gặp lên lôi đài ở trên là quýnh trận tứ kết là ngon lành. Lôi đài thứ 7 sẽ có 70-66 đánh với một team 61-61. Và cuối cùng lôi đài số 8 mình sẽ có một team 70-71 đánh với một team 67-64. Có lẽ như là mình lại thích soi ở cái lôi đài thứ đây là lôi đài thứ 6 anh em ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển về lôi đài số 6 nha. Đây, số 6 bên này để xem cặp đấu. Hy vọng là họ sẽ không bỏ cuộc nha anh em ơi. Nếu mà họ bỏ cuộc thì mình sẽ chạy qua lôi đài nào đây. Lôi đài 6, 7-8 bên kia. Vậy số 5 ở dưới. Số 5 thì là cặp đấu là 75-73 đánh với 68-65. Nói chung là trận đầu tiên thì cũng chưa hấp dẫn lắm, mà không biết là hiện tại bên server Trung Quốc họ sẽ chuộng cái môn phái nào. Bởi bên này thì đã có nhiều phiên bản cập nhật chỉnh sửa tăng giảm sức mạnh các môn phái rồi anh em ạ. Và cũng có thêm một môn phái được môn thức tỉnh nữa. Anh em thấy xung quanh cạc này nó có một cái quả cầu bye bye không? Đây là cái trang bị bí bảo. Đây bí bảo đó anh em ạ. Này không biết là xem thông tin được hay không. Trong này nó không cho mình coi thông tin rồi. Rồi, trận đầu tiên chuẩn bị bắt đầu và chúng ta cùng hướng về lôi đài này đây. Có rồi. Đây, team đầu tiên với Tiêu Dao và Đường Môn. Bên này chúng ta sẽ cũng là một Tiêu Dao với một Đường Môn thì phải anh em ạ. Ui, có con lôn kìa. Ý, rất loạn, nói chung là mình vẫn chưa phân biệt được môn phái. Vàng sẽ có một cung lôn, chiến đội mình đang quan chiến sẽ có cung lôn với Đường Môn. Bên kia cũng là cung lôn Đường Môn anh em ơi, không phải là Tiêu Dao. Sorry mọi người nha. Vì vậy anh em thấy là bên này sử dụng Đường Môn khá nhiều. Đường Môn có vẻ được chơi game rất là nhiều nè, đứng trong vòng và cứ việc bắn thôi. Nhưng mà cung lôn thì lại có khả năng miễn dịch khống chế. Mặc dù bị miễn dịch khống chế nhưng cung lôn sẽ nhận sát thương anh em ơi. Thật sự mà nói là không biết team nào sẽ hơn team nào luôn. Vẫn chưa có thành viên nào lên bài điểm số, phải nói các Đường Môn rất trâu. Tiếp tục đặt chiêu 2 truyền thân thức. Rồi, bên đội màu cam, màu đỏ có vẻ như là thất thế hơn chiến đội màu xanh rồi. Wow, cùng lồn ngồi thiên như vậy dồn đam. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được một Đường Môn của chiến đội màu đỏ. Bữa này cùng lồn sau khi có đoàn kết thúc đã hồi được máu anh em ạ. Quá tuyệt vời, chiến đội màu xanh đã giành được thắng lợi. Để coi còn lôi đài nào hay không anh em ạ. Hình như là lôi đài số 2 vẫn còn. Trong thời gian di chuyển thì mình sẽ xem cái chiến đội vừa rồi vào được là chiến đội dưới này nha anh em. 72-73, 72-73 đã vào được bên trong. Như vậy là kết quả tại lôi đài số 2 vẫn còn nha anh em ơi. Chúng ta cố gắng di chuyển thật nhanh về lôi đài số 2. Ủa, hết luôn rồi nè. Vừa kết thúc anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ có một trận chiến tại lôi đài. Đây là lôi đài số 3. Rồi, trước mắt là mình sẽ di chuyển về lôi đài số 3 một cái anh em ạ.
Ok ha. Ở dưới này là số 4 thì sẽ có team là 70-66 đánh với 70-71. Trên này thì chúng ta của 55-68 thì lại không cân lắm. Ở đài số 2 thì có team 71-73 đánh với một team 71-65 cũng không cân lắm. Như vậy cân nhất là ở đài số 3 anh em ạ. Ở đài số 3 chúng ta sẽ có một team 3 chữ cái với 75-73 và họ hiện tại vẫn đang chơi hai cung luôn. Ở đài một rừng chữ này thì lại là 72-73. Tính ra là lực chiến xem nhau đó anh em. Tương đồng đó. Rồi, vô nào, mình sẽ quan chiến team này là cái team 3 chữ cái, họ vẫn đang chơi hai cung luôn thì phải. Như vậy mình sẽ tập trung về đường môn ở bên đội màu xanh. Đội màu xanh lực chiến nhỉnh hơn nha anh em ơi. Đội đỏ sẽ có một ạc 75m lực. Wow, đường môn có lẽ bị dùng đam khá là phê. Wow, thốn rồi. Sử dụng đường môn không hiệu quả. Ui, đường môn đã lên 7x luôn rồi anh em ạ. Có thể ngồi thiền được không? Như vậy chiến đấu của đường môn có lẽ hơi bị hụt hơi rồi. Wow, cung lồn rất trâu. Mặc dù bị chỉnh sửa, giảm bớt sức mạnh, giảm bớt đam, nhưng độ trâu cung lồn phải nói là cực kỳ trâu. Như vậy là chúng ta có đường môn đang yếu máu rất nhiều và đường môn ngã xuống, cả cung lồn cũng ngã xuống luôn anh em ạ. Wow. Rồi, mình sẽ di chuyển về đài số 4 vẫn còn. Như là mọi người từ đài số 4 vừa di chuyển sang. Số 4 đã kết thúc. Chúng ta sẽ di chuyển sang lôi đài số 1 và số 2 anh em ạ. Trên này có vẻ như là vẫn rất cân. Đây là đài số 1 vẫn còn nhưng vừa kết thúc. Cái gì đứng? À, cái này là bị lắc do là thiên nhẫn đó anh em ạ. Mình sẽ quan chiến về hai cung lôn đang xử lý. Không, đó là thiên nhẫn rồi, xong luôn rồi. Bên này sử dụng có thiên nhẫn nha anh em ơi. Như vậy là kết quả chung cuộc đã có. Tại đài số 1 chúng ta có một team thiên nhẫn côn lôn 72-72 đánh với một team thiên tâm thiên nhẫn. Wow, thiên tâm thì có thể khắc được thiên nhẫn nhưng sẽ bị côn lôn. Cái lôi đài này có vẻ như hấp dẫn nè anh em ạ. Mình sẽ di chuyển về lôi đài số 1 để coi nha. Ở bên lôi đài 2 chúng ta sẽ có một team vẫn là hai cung lôn 75-73 đánh với 70-71. Hoa Sơn thì đã được chỉnh sửa lại là không còn bị khắc chế bởi cái thuẫn hỗn độn kiếm trận cung lôn nữa này mà. Nhưng không biết sẽ như thế nào. Bên lôi đài số 2 nếu như mà team này đam to hơn thì mình nghĩ họ sẽ ăn. Chúng ta sẽ tập trung về lôi đài số 1. Một team, hai team đều có 4 chữ cái anh em ơi. Mình sẽ quan chiến có lẽ là thiên tâm. Thiên tâm là team sẽ nằm nhánh dưới. Đây là ai đây? Đây là cung lôn. Đây là thiên tâm. Không, đây là thiên nhẫn. Đây cũng là thiên nhẫn và đây chính là thiên tâm. Mình sẽ tập trung vào thiên tâm. Như vậy các đồng hành đã bị hạ gục. Hai thiên nhẫn đã ẩn thân rồi. Bây giờ thì cuộc chiến của cung lôn với thiên tâm. Thiên tâm có lẽ hơi vất vả nhưng thiên tâm đã lên được chiêu cuối. Rồi thiên nhẫn xuất hiện, tiếp tục là dùng chiêu cuối ẩn thân. Wow. Rồi thiên tâm đang bị dồn, thiên tâm lại được lên chiêu cuối nữa rồi anh em ạ. Có lẽ như cung lôn sẽ có ưu thế hơn thiên tâm rồi. Một phương án sử dụng thiên tâm không được hợp lý. Thiên nhẫn đã có chiêu cuối, có thể khống chế được cung lôn hay không? Wow, lại một thiên nhẫn nữa. Theo, rất thốn. Như vậy là thiên tâm đã lên 7 điểm số anh em ơi. Và chúng ta chỉ còn mình thiên nhẫn thôi. Và như vậy họ đã giành được thắng lợi. Cung lôn đã cân tất cả trận này. Tại lôi đài số 2 thì trận chiến cũng đã kết thúc rồi anh em ạ. Và họ đã xử lý cái trận này khá là lẹ. Như vậy đây sẽ là trận chiến thiên nhẫn cung lôn đánh với hai cung lôn. Với việc ra mắt môn phái cung lôn thì anh em thấy là những cái trận chung kết Đại học Võ Lâm thì nó diễn ra cũng khá là lẹ ha. Ngày xưa chúng ta quan chiến những cái trận Đại học Võ Lâm nó rất là lâu tại sân Vương Trung. Những trận đánh luôn có khoảng thời gian duy trì rất lâu anh em ạ. Và mùa này thì rất nhiều người cũng đang chuộng thiên nhẫn trong các trận. Bởi vì thiên nhẫn là một cái nhân tố cũng có thể quyết định được trận đấu rất là nhiều.
Ủa, anh em thấy căn thiên tâm này nó có cái bí bảo đẹp không, anh em ơi, bay xung quanh kìa. Quá kỳ gớm. Rồi, bây giờ anh em nghĩ là mình sẽ quan chiến ai đây? Mình sẽ quan chiến ai đây? Đây là team 2 Cung Lôn. Thôi, mình sẽ quan chiến team Cung Lôn bên kia nha anh em ạ. Đây là Thiên Nhẫn ha. Đây là Cung Lôn của team có Thiên Nhẫn, màu đỏ. Một mình Cung Lôn phải cần 2. Wow, mình thấy bên kia đã tuột máu. Có lẽ Thiên Nhẫn vừa ra một đòn, Thiên Nhẫn lại tiếp tục dùng chiêu cuối. Ủa, có Hoa Sơn kìa anh em ạ. Ý, Hoa Sơn. Wow, 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 wow. À, như vậy là nãy team Hoa Sơn kinh hết ta. Thiên Nhẫn đâu rồi, cứu đồng đội đi. Bên kia Cung Lôn đã yếu máu rồi, bây giờ rất cần chiêu cuối Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn đã chụp chiêu cuối hơi chậm một tí, nhưng cũng đã hỗ trợ được cho Cung Lôn anh em ạ. Ui da, Thiên Nhẫn chúng ta đã bắt đầu đi hồi máu rồi. Cần lắm một cái chiêu cuối để cứu đồng đội. Cung Lôn đang cố gắng chạy. Anh em Hoa Sơn đang rất có ưu thế. Lần này có lẽ Cung Lôn sẽ yếu thế hơn. Dôi, dôi, giót, giót, giót. Ây cha, căng quá, như vậy là Cung Lôn đã ngã xuống. Phải nói Thiên Nhẫn có cái vũ khí thức tỉnh khá đẹp. Như vậy là chiến thuật sử dụng Thiên Nhẫn đã không được hiệu quả. Không biết họ có đổi phái hay không anh em ơi. Như vậy là ở bên này họ đã đổi phái từ 2 Cung Lôn chuyển sang 1 Cung Lôn, 1 Hoa Sơn. Đổi phái ở những thời điểm quyết định rất then chốt. Và lần này thì chiến đội Thiên Nhẫn Cung Lôn có đổi phái hay không? Rất khó đoán nha anh em ạ. Nếu bây giờ họ đổi phái thì chỉ có thể đổi được về phái gì anh em? Tình huống này nếu mà 2 Cung Lôn cũng được, hoặc là chơi theo team của đội bạn, đó là 1 Cung Lôn 1 Hoa Sơn. Tiêu Dao mình nghĩ cũng là một môn phái có thể cân nhắc. Không biết tại sao lần này thì Đại hội Võ Lâm tại server Trung họ lại không chuộng Tiêu Dao. Có lẽ là do Tiêu Dao đã bị giảm sức mạnh ở chiêu thức 8, nhưng mình nghĩ là chỉ mới chiêu thức 8 thôi. À đúng rồi, Tiêu Dao đã giảm luôn ở chiêu 9X nữa anh em ơi. Bito Thanh Phong giảm khả năng chịu sát thương, nhưng đó cũng không phải là tất cả để làm suy yếu môn phái này. Rồi, trận chung kết thứ hai bắt đầu và mình sẽ tiếp tục quan chiến. Đây là ai? Đây là Cung Lôn anh em ạ. Đây là Hoa Sơn. Đây là Cung Lôn và bên này đây là Cung Lôn. Rồi rồi. Bên kia có lẽ vẫn là sử dụng Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn đang dùng Hoa Sơn. Hoa Sơn yếu máu rồi. Hoa Sơn đang cố gắng đi ngồi thiền. Thiên Nhẫn lại tiếp tục cẩn thận. Hoa Sơn đã hồi được máu anh em ạ. Tình huống này thì rất có lợi cho team bên kia, bởi vì Thiên Nhẫn phải chờ combo. Thiên Nhẫn đang dùng đam và như vậy là hiện tại đã có một thành viên 1 chấm máu. Liệu có họ có thể chạy được không? Hoa Sơn đã bật được thuẫn. Ui, Thiên Nhẫn ơi, có thể làm được gì? Hoa Sơn 1 chấm máu. Rất cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng. Một tí nữa thôi anh em ơi. Ui cha, như vậy là có lẽ như đồng đội của Hoa Sơn đã... Không anh em ạ, à, không, vẫn còn. Mình thấy vẫn còn. Như vậy là chiến đội của Thiên Nhẫn đã bị kết thúc rồi anh em ạ. À. Hiện tại chỉ còn mình Thiên Nhẫn thôi. Rất tiếc họ không thể kết thúc được Hoa Sơn. Có lẽ trận này là kết quả 2-1 chung cuộc rồi. Một mình Thiên Nhẫn không thể nào cân được hai thành viên của team đội bạn. Rất khó. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi có những mục tiêu đã yếu máu. Trời ơi, Thiên Nhẫn, ui, ăn những đòn đánh của Cung Lôn rất đau, rất thốn. Đúng là Thiên Nhẫn có lượng đam cao, nhưng khả năng phòng thủ Thiên Nhẫn thì lại kém hơn anh em ơi. Không thể nào chịu nổi những hiệu quả khống chế. Thiên Nhẫn đang chơi khô máu với Cung Lôn. Không được rồi, không được rồi. Sự liều lĩnh của Thiên Nhẫn không được đền đáp. Rồi, Thiên Nhẫn đã ngã xuống và như vậy là kết quả chung cuộc đã có. Team này với việc sử dụng môn phái hợp lý hơn và cũng có lẽ là họ đã hơn lực chiến anh em ơi, bởi vì team này chúng ta chỉ có 72.
Bên này thì có một nhân vật tới 75, 73, có cái sự chênh lệch khá là cao. Và như vậy là cái trận chung kết song đấu Đại hội Võ Lâm tại server Trung Quốc tại cụm máy chủ WeChat 12 đã kết thúc rồi anh em ạ. Ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục quan chiến về trận chung kết tam đấu ở bên server này. Bên này không biết là tam đấu sẽ lại tiếp tục sử dụng những môn phái gì đây, mình nghĩ khả năng cao vẫn là Cung Lôn. Lần này tại sao lại không có Tiêu Dao anh em nhỉ? Rất thắc mắc tại sao không có Tiêu Dao nha. Thôi thì cứ chờ vào ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục quan chiến như thế nào. Rồi mình sẽ dừng video tại đây nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để theo dõi hết video này nha. Và nếu như cảm thấy video này hay, hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.